Điều đáng sợ nhất đối với mỗi người là mỗi ngày thức dậy và nhận ra trong cuộc sống mình không có người và điều gì để chờ đợi, cố gắng. 2. Không phải vết thương nào cũng chảy máu và cũng không phải không chảy máu là không bị đau. 3. Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào. 2. Những câu nói hài hước về cuộc sống. 1. Tiền không mua được tất cả nhưng không có tiền thì vất vả, thế thôi. 2. Ánh sáng đi trước âm thanh, vì thế con người ta trông có vẻ thông minh cho đến khi ta nghe họ phát biểu. 3. Người ngốc muốn tận tình giúp đỡ ta còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù. 4. Lương tâm en. Hai, những câu nói hài hước về cuộc sống. 1. Tiền không mua được tất cả nhưng không có tiền thì vất vả, thế thôi. 2. Ánh sáng đi trước âm thanh, vì thế con người ta trông có vẻ thông minh cho đến khi ta nghe họ phát biểu. 3. Người ngốc muốn tận tình giúp đỡ ta còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù. 4. Lương tâm en. Khẩu trang Nam Đi Mắc, bán xì và lẻ khẩu. Xin liên hệ Sayo 0971697816.